thì các nhóm nếu như có vấn đề gì thì các bạn phản hồi sớm lại cho cô để cô có cái sự điều chỉnh nó phù hợp ha. Hoặc là một số nhóm nào các bạn có vấn đề gì thì các bạn cũng sẽ phản hồi lại giúp cho cô. Cái thứ hai nữa là trong tuần này thì cô tiếp tục trình bày lý thuyết cho các bạn ở những cái nội dung thuộc về chương 1 và chương 2 là cái chương nghiên cứu khách hàng và làm kế hoạch tiếp thị. Và từ tuần sau trở đi thì cô sẽ giao cho các nhóm một số các cái chủ đề liên quan tới những bài học sắp tới của chúng ta để các bạn tìm, các bạn đọc tài liệu mà cô đã cung cấp cho các bạn, tài liệu bằng tiếng Việt ha, tài liệu bằng tiếng Anh ở trong hai cái quyển Selling and Sales Management, cũng như là cái quyển Customer Relationship bằng tiếng Anh, thì các bạn sẽ chọn đọc những cái phần liên quan tới nội dung mà nhóm của mình đảm nhiệm để các bạn lấy kiến thức, các bạn soạn thảo trình bày tại các cái buổi học vào tuần sau. Thì ở đây cô sẽ share cho các bạn xem cái sự phân công cũng như nội dung và hướng dẫn các bạn một chút xíu. À đây, cô đã phân công cho các nhóm là chúng ta có 10 nhóm đúng không ạ? Thì chương 1 và chương 2 thì cô sẽ tiếp tục trình bày về mặt lý thuyết cũng như là hướng dẫn các bạn ở trên lớp. Bắt đầu từ chương 3 là chương kỹ năng bán hàng cá nhân thì cô sẽ phân công cho hai nhóm là nhóm 1 và nhóm 2. Các bạn lưu ý là khi mà các bạn trình bày thì các bạn sẽ soạn ra PowerPoint để các bạn trình bày. Cái phần này thì có lẽ là các bạn học tới năm thứ tư rồi thì các bạn đã rất là rành về cái vấn đề này rồi đúng không ạ? Rồi các môn học khác thì các bạn cũng đã làm rồi, thì các bạn sẽ đọc lý thuyết và các bạn soạn thảo các cái nội dung liên quan tới cái phần mà các bạn được giao. Đồng thời là tất cả các cái nội dung này nè, tất cả các cái nội dung ha, về cơ sở lý thuyết các bạn có thể đọc được ở trong giáo trình cũng như là các cái ví dụ về thực tế. Chúng ta tránh cái trường hợp là ở trong sách có cái gì chúng ta bê ra một vài câu để chúng ta đưa lên để chúng ta trình bày thôi thì nó sẽ không có đạt cái yêu cầu nha các bạn nha. Thì các bạn lưu ý ở cái phần này dùm cho cô với tất cả các nội dung đều được trình bày về mặt lý thuyết và phải có cái ví dụ minh họa cho các cái nội dung đó. Và chương 4 đó là chương CRM. Chương CRM thì cái chương này nó tương đối là nhiều các cái nội dung cho nên là cô chia ra thành 4 nhóm nội dung, giao cho nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 và nhóm 6. Cái phần này thì cô cũng sẽ up lên trên cái phần thông báo trên LMS để các bạn tiện theo dõi nha. Tuy nhiên ở đây cô sẽ nói trước để các bạn nắm được. Chương 5 quản lý lực lượng bán hàng thì giao cho nhóm 7 và nhóm 8. Chương 6 quản lý kênh phân phối thì chương này giờ hầu hết là chúng ta học ở trong marketing cũng như quản trị marketing rồi, cho nên là cô sẽ chia làm hai phần. Phần nhóm chính các bạn sẽ đảm nhiệm về trình bày lý thuyết cũng như những cái ví dụ liên quan đến cái lý thuyết mà các bạn trình bày. Và nhóm 10 thì các bạn sẽ tìm hiểu dùm cho cô cái mô hình phân phối, hình thức chợ đầu mối và mô hình nhà phân phối. Các bạn tìm hiểu và trình bày cái sự khác biệt ha, cái sự tức là nội dung của từng hình thức ha, sự khác biệt, ưu và nhược điểm của các cái hình thức này cũng như là nêu ra cái ví dụ thực tế. Các bạn có thể tìm tài liệu ở trên mạng và tìm trong các cái tài liệu tham khảo ha. Đó thì 10 nhóm về cái phần trình bày ở các cái nội dung về
lý thuyết, nói chung gọi là lý thuyết ha, trong cái nội dung của cái học phần á, thì sẽ giao cho các bạn những cái phần như thế này. Các bạn có thắc mắc gì thì các bạn sẽ hỏi nha. Ở phần này thì cô sẽ post lên trên cái thông báo ở trên LMS để chúng ta tiện theo dõi. Tuy nhiên là cô nêu ra ở đây trước để mà các bạn nắm được rõ hơn, có cái sự tương tác. Và nếu như các bạn có câu hỏi gì không rõ, chưa rõ thì hoặc là hình thức như thế nào các bạn sẽ hỏi. Đúng rồi Linh ơi, cái này nó theo thứ tự các nhóm đó. Cho nên là các nhóm mình cứ chuẩn bị đi, và tùy theo ví dụ như là tuần sau đúng không ạ, chiều thứ hai thì chúng ta sẽ đi vào cái chương 3, đó là chương kỹ năng bán hàng cá nhân, và tùy theo cái mức độ và cũng như cái lượng kiến thức mà thực tế chúng ta sẽ trao đổi với nhau. Nó có thể là nếu như là nó đơn giản và các bạn có thể nắm được ở trong một buổi học thì chúng ta sẽ trình bày gói gọn trong một buổi đó, và qua thứ tư thì sẽ là chương của CIM, tức là nhóm 3. Tuy nhiên nếu như mà cái trình bày kỹ năng bán hàng cá nhân này có nhiều vấn đề mà chúng ta phải nói quá, có nhiều các câu hỏi hoặc cái chủ đề để thảo luận quá, nó liên quan tới thực tế, thì có thể là nó kéo dài qua cái buổi ngày thứ tư, thì qua nửa buổi ngày thứ tư chẳng hạn, thì nửa buổi còn lại đó nhóm một nhóm 3 của CIM sẽ trình bày về lý thuyết tổng quan chẳng hạn, đúng không ạ? Thì cô nói như vậy để các bạn hình dung là không phải là cứ thứ hai là chương 3 và thứ tư sẽ là chương 4 vân 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 tiếp theo như vậy, bởi vì chúng ta phụ thuộc vào cái lượng kiến thức. Bởi vì ở đây cô muốn trình bày cho các bạn kiến thức thì nó gói gọn trong từng cái vấn đề cô giới thiệu cho các bạn ở buổi đầu tiên rồi. Tuy nhiên là khi mà các bạn thấy là khi mà chúng ta đi vào mà chúng ta trao đổi, chúng ta học thực tế đó, thì có những cái vấn đề các bạn thấy nó quan trọng đúng không, nó gần gũi, và có thể là nó các bạn ra trường là có thể là các bạn cần ứng dụng về cái kỹ năng nó nhiều hơn so với cái nhóm nội dung khác đó. Ví dụ như là các bạn thấy là công nghệ thông tin và tự động hóa, năng lượng bán hàng, marketing dịch vụ vân vân, thì ở đây chúng ta chỉ trình bày cho các bạn biết được là có những cái công nghệ nó giúp chúng ta tự động hóa cái phần này thôi, chứ còn để mà đào sâu để mà nói về nó không có gì hết. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi các bạn ra đi làm, các bạn sẽ thấy các bạn không thể nào mà tự động xây dựng một cái hệ thống tự động hóa như vậy được, bởi vì nó liên quan tới IT, nó liên quan tới công nghệ, nó liên quan tới lập trình, nó liên quan tới các cái chuỗi bên công nghệ thông tin người ta nắm, còn mình là bên quản trị mình không biết cái gì hết trơn á. Cho nên là để mà làm được thì thường mình sẽ đi mua nguyên cái hệ thống của họ về, hoặc đi mua những cái phần phần mềm, hoặc là chúng ta đăng ký mua các cái gói nhỏ để hỗ trợ chúng ta trong việc thao tác những cái việc là tự động hóa này, và chúng ta thao tác ở trên đó thôi. Thì những cái vấn đề đó chúng ta thấy là nó có quy trình hết rồi. Giống như là các bạn thực hiện một cái lệnh ở trong Excel chẳng hạn, thì các bạn cần phải biết được cái lệnh nó như thế nào, và cái lệnh nó có tác dụng gì. Ví dụ như cái hàm sum chẳng hạn, đó là cái hàm tổng, tức là các bạn cộng hết lại đúng không ạ? Vậy thì các bạn phải biết là hàm sum là hàm tổng và cộng lại, và để mà thực hiện được cái tổng nó thì chúng ta sẽ gõ cái gì vào trong cái lệnh đó, đúng không ạ? Nhưng mà cái việc mà các bạn thiết lập được cái lệnh nó thì các bạn không làm được Excel nó cung cấp rồi. Thì trong cái phần tự động hóa nó cũng sẽ như vậy, các bạn sẽ hình dung ra là những cái phần mềm bán hàng người ta bán sẵn cho các bạn rồi, nhưng mà các bạn phải hiểu là mình sử dụng cái phần mềm này để làm gì, nó có tác dụng hỗ trợ cho chúng ta những vấn đề nào, đúng không ạ? Chúng ta có thể gửi email hàng loạt cho khách hàng, chúng ta có thể là quản lý cái chuỗi tiêu dùng của khách hàng, chúng ta có thể tương tác tự động với khách hàng, chúng ta có thể đặt lịch hẹn với khách hàng một cách tự động, hoặc là thậm chí là những cái bot chat tự động với khách hàng. Chúng ta có thể đặt được những cái nội dung vào đó, nhưng chúng ta phải biết được là mình sẽ làm cái gì trên đó, còn cái nền tảng phía sau đó thì mình mua người ta đã làm cho mình rồi, đúng không ạ? Cho nên là cô muốn những cái môn học ở chuyên ngành như thế này nè, nội dung là đã giới thiệu cho các bạn rồi, và các bạn sẽ hình dung là học ở đại học thì sao, có nghĩa là lý kế kiến thức nó rất là rộng đúng không ạ? Những cái thứ mà cô nêu ra cho các bạn ở trong cái môn học này nó chưa có đầy đủ đâu các bạn, nó chỉ là một phần nhỏ ở trong cái nội dung gọi là bán hàng, quản trị bán hàng và quản trị quan hệ khách hàng thôi. Nhưng những cái cô nêu ra là cơ bản nhất để các bạn có thể hình dung được, còn lại nó rất là nhiều thứ, và có khi chúng ta lại nói tới một thứ mà nó không có trong này cũng nên, nhưng mà nó lại quan trọng. Thì chúng ta cứ
việc là gì, với cái tinh thần là những cái vấn đề nào mà cập nhật, ví dụ như là cô nói với các bạn hôm bữa nè, mô hình, những cái mô hình, hoặc là các bạn phải xác định được sale và marketing như thế nào vân vân, hoặc là hiểu cái mô hình bán hàng dropship, và sau cái mô hình dropship này thì chúng ta sẽ trao đổi về cái vấn đề bán hàng online, thương mại điện tử chẳng hạn. Thì những cái đó nó không có ở trong sách, nó không có trong sách, gọi là không có trong lý thuyết. Tuy nhiên là nó là một cái vấn đề rất là nổi bật và rất là quan trọng trong cái thời kỳ hiện nay, và nó là một cái xu hướng gọi là xu hướng bắt buộc đối với các cái doanh nghiệp, từ cái doanh nghiệp lớn cho tới người bán lẻ, đúng không ạ? Do cái sự thay đổi trong hành vi người tiêu dùng, cho cái sự thay đổi từ cái môi trường bên ngoài tác động vào, thì buộc chúng ta phải chuyển đổi. Tại vậy thì rất là quan trọng. Cho nên là chúng ta sẽ với cái tinh thần là các nhóm sau khi được giao những cái nội dung như thế này thì các bạn cứ chuẩn bị dần dần đi, chứ đừng có để là bây giờ là mình nó thuộc nhóm 10 là cuối cùng lận, cho nên là mình để tới cái ngày cuối cùng mình hẳn chuẩn bị, thì không nên. Các bạn cứ có thời gian, các bạn cứ chuẩn bị sẵn đi, chuẩn bị sẵn đi, rồi chúng ta sẽ có sẵn ra đó rồi, và cứ mỗi ngày như vậy chúng ta có thể là có thêm những cái kiến thức, hoặc là tình cờ đọc thêm ở đâu đó một cái gì đó liên quan tới cái phần của mình, thì các bạn có thể cộng dồn thêm vào để mà trình bày cho nó hiệu quả. Bởi vì hôm đầu tiên cô cũng có nói là cái phần các bạn học ở trên lớp, trình bày ở trên lớp nó chiếm một cái tỷ lệ điểm rất là cao, đồng thời là cô cũng muốn phát huy cái tinh thần tự tìm họ tự tìm hiểu và tự học của các bạn, đặc biệt là trong cái thời kỳ mà chúng ta phải học online như thế này. Bởi vì nếu như cô ngồi cô giảng cho các bạn, cô nói cho các bạn nghe không thôi thì các bạn không nhớ được cái gì hết trơn, thậm chí là các bạn có thể là bật tham gia vào lớp học nhưng mà hiện tại thì có bao nhiêu bạn đang ngồi ăn, đang ngồi uống cà phê, hay là đang ngồi chơi game, hoặc là đọc một cái gì đó, hoặc là coi một bộ phim gì đó, thật sự là có, đúng không ạ? Cho nên là cô muốn là các bạn hãy có cái tinh thần là tự đi tìm những cái kiến thức liên quan như vậy, và chúng ta sẽ nhớ được lâu hơn, chúng ta hiểu được nhiều hơn, và kiến thức là vô biên mà, đúng không ạ? Cái thứ mà cô nói cho các bạn, cô giảng cho các bạn là những cái kinh nghiệm của bản thân cô, những cái kiến thức mà cô đọc được trong vài, đúng không, trong vài cái đầu sách, trong vài cái tài liệu nào đó thôi, còn tài liệu về một cái chủ đề nào đó nó hàng ngàn hàng vạn. Và cô muốn các bạn mỗi nhóm mỗi người như vậy, chúng ta sẽ có một cái con đường tiếp cận riêng, và các bạn càng tiếp cận được với nhiều nguồn tài liệu, với nhiều cái học thuyết, với nhiều cái quan điểm về một cái vấn đề, thì chúng ta sẽ có cái thế giới quan nó rộng và cái tư duy của chúng ta nó sẽ tốt hơn. Đó là cái vấn đề về học tập cũng như là liên quan tới cái bài tập trình bày nhóm ở trên lớp của các bạn. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi ở cái vấn đề mà cô vừa nêu ra, đó là giả sử như trong cái mô hình bán hàng dropship đó mà giao dịch không được thực hiện, khách hàng thì không mua được hàng nhưng mà họ vẫn được trả lại tiền, đúng không ạ? Groupon thì sao ạ? Không được hưởng cái chiết khấu, giả sử là 5% hoặc 10% gì đó từ nhà sản xuất, bởi vì là không bán được mà, cho nên không được nhận chiết khấu, và nhà sản xuất cũng không bán được hàng luôn. Vậy thì theo các bạn phân tích thử xem thử là ba cái nhóm tham gia vào trong cái mô hình này ai có lợi, họ có lợi điều gì hay không, và có nhóm nào bị thiệt hại không? Chúng ta suy nghĩ về cái điều đó ha. Và tiếp tiếp tục sau khi chúng ta trao đổi về vấn đề đó, chúng ta sẽ trao đổi về cái vấn đề về thương mại điện tử. Và thương mại điện tử thì chắc có lẽ là các bạn cũng đã học rất là nhiều trong môn học thương mại điện tử rồi, đúng không ạ? Cho cô Lam dạy thì ở đây chúng ta chỉ tập trung chia sẻ về những cái vấn đề liên quan tới cái hoạt động bán hàng, bán hàng thông qua những cái sàn thương mại điện tử, hoặc những cái app, hoặc là một cái cách nào đó, tức là sử dụng công nghệ, đúng không ạ? Sử dụng điện tử để mà chúng ta bán sản phẩm, thì cái xu hướng, cái trải nghiệm, rồi là cái thực tế phát triển tại Việt Nam, những cái bất cập hiện tại, những cái thách thức đối với nhà quản trị, và những cái yếu tố vĩ mô nó tác động tới cái mô hình này, và cái thực trạng của thương mại điện tử của chúng ta hiện tại nó như thế nào. Sau phần đó thì chúng ta sẽ đi một chút xíu về cái phần quản trị bán hàng, bởi vì là ở đây chúng ta cũng có học chương số 3 và chương 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 5 và chương 6, thì hai chương đó nó sẽ thuộc về cái nội dung là quản trị bán hàng, tức là một người quản lý
cái hệ thống bán hàng của mình như thế nào. Cho nên là chúng ta cũng phải tìm hiểu xem là quản trị bán hàng là gì, rồi những cái người quản trị bán hàng đó thì họ làm cái gì, đúng không ạ? Họ cần phải có những cái kỹ năng, hoặc là họ những có những cái điều kiện nào thì mới có thể làm cái người quản trị bán hàng hay không. Đó là nội dung buổi học ngày hôm nay. Và sau buổi học ngày hôm nay, kết thúc chương 1, thì theo cái quy định về cái học liệu điện tử thì chúng ta phải làm một cái bài kiểm tra nhỏ, tức là một cái bài test nhỏ vào cuối cái buổi của chương 1. Thì buổi chiều ngày hôm nay sau khi xong phần lý thuyết thì các bạn sẽ làm cái bài tập trên LMS. Cô một cái bài tập ngắn nhỏ thôi, cho nên là cô không cần các bạn phải nộp file, chắc là các bạn không cần phải gõ ra Word rồi các bạn attach cái file đó lên để mà nộp, mà cô để cái chế độ là các bạn gõ trực tiếp luôn ha. Các bạn gõ trực tiếp lên trên cái ô trả lời và các bạn gửi là được ha. Nhóm 2 hả? Nhóm 2 bạn Hữu Lợi nghỉ học nên tụi em thiếu một thành viên thôi. Không sao các bạn ơi, thiếu một thành viên thì không sao. Với lại là hình như là nhóm 1 với nhóm 2 là hai nhóm mà có 6 thành viên mỗi nhóm đó. Cô chia là 5 thành viên mỗi nhóm. Tuy nhiên là có hai thành viên, lại lớp chúng ta là đăng ký 52 bạn lần đó. Cho nên là không sao ha. Tuy nhiên là bạn Lợi này là nghỉ học đúng không? Để cô nốt lại nha. Cô nốt lại luôn để cho nè. Rồi cảm ơn cái phản hồi của Bích Ngọc nha. Rồi ok, cô sẽ up lại cái phần đó lên cho các bạn sau nha. Bây giờ chúng ta sẽ trao đổi xem thử là đối với cái mô hình bán hàng Groupon này. Thế thì khi mà cái giao dịch không được thực hiện á, thì nếu như giao dịch không được thực hiện đúng không ạ? Thì cô sẽ gõ ra đây cho các bạn để cho các bạn dễ hình dung ha. Đây. Vậy thì chúng ta sẽ có ba cái nhóm người tham gia vào đúng không ạ? Ba cái nhóm người tham gia vào đây. Ba cái nhóm người tham gia vào đây đó là nhà sản xuất. Thì thực trạng của họ là thế nào các bạn? Không bán được đúng không? Không bán được hàng. Hàng vẫn còn trong kho đó sau khi đăng bán. Rồi thằng Groupon này. Groupon thì sao ạ? Thì họ phải trả tiền lại cho khách hàng. Rồi không được hưởng tiền công đó, đúng không? Là chiết khấu. Chiết khấu bán hàng bởi vì không bán được hàng mà, đúng không ạ? Người tiêu dùng thì không mua được hàng. Gọi là hàng sale đó ha, hàng giảm giá đó, nhưng mà vẫn được trả lại tiền. Đúng chưa? Vậy thì bây giờ nếu như giao dịch không được thực hiện đó, thì chúng ta sẽ thấy là ba bên nó sẽ diễn ra như thế này. Vậy thì bây giờ các bạn thử trả lời giúp cho cô xem là như vậy thì bên nào có lợi không, bên nào có lợi và bên nào không có lợi không ạ? Các bạn có thể trả lời trực tiếp luôn, hoặc là các bạn có thể gõ ở cái ô trò chuyện nha. Các bạn suy nghĩ và các bạn trả lời ha. Cô sẽ để cho các bạn khoảng cỡ 3 phút để mà các bạn suy nghĩ trả lời và chúng ta tiếp tục thảo luận. Chúng ta sẽ suy nghĩ xem thử là ai có lợi và ai thì không có lợi hoặc là có hại, đúng không ạ? Và nó lợi nó hại ở mỗi một cái chủ thể tham gia vào trong cái mô hình này như thế nào. Chúng ta có 3 phút ha để mà các bạn trả lời.
như mà không có ai trả lời thì cô sẽ hỏi ngẫu nhiên một số các thành viên nào đó để chúng ta tỉnh dậy để mà trả lời nha. Còn coupon đó thì cũng không bán được hàng, cũng không có tiền công, mà người tiêu dùng thì cũng mất cái cơ hội mua hàng giảm giá. Rồi bạn Tướng Anh thì lại thấy là nhà sản xuất có lợi, mặc dù không bán được hàng nhưng được quảng bá sản phẩm của mình trên coupon, đúng không ạ? Thì cái ý này của Tướng Anh là đúng rồi nè. Tại vì thật ra khi mà các bạn học ở trong marketing, các bạn thấy là để mà người tiêu dùng biết tới cái sản phẩm của mình á, thì mình phải đi tung cái sản phẩm tới, đúng không ạ? Tung cái thông tin về sản phẩm tới cho khách hàng, tức là chúng ta đang làm marketing kéo. Thì thật ra khi mà cái nhà sản xuất, vì giả sử như bây giờ cô trồng được hoa, đúng không, nhưng mà dịch này nè, không có ai tới mua hoa nhà cô hết trơn á, và cô cũng không có một cái trang web nào hết, và cô không ra à, bây giờ là kiểu như là nó các cái vựa bông nó đóng cửa hết trơn rồi, và cô cũng không biết cách nào cả, cho nên là cô mới biết được một bên là bây giờ tôi có sẵn cái trang web rồi, bây giờ anh có bông thì tôi đăng lên tôi bán giùm cho anh với cái mức giá giảm là thay vì cô bán bình thường 50.000 bỏ giờ bán 20.000 thôi, nó là giảm giá rất là nhiều. Vậy thì khi mà cô đăng lên trên nó, và cô đăng trong vòng giả sử như là 1 tuần, 10 ngày, thậm chí là 1 tháng luôn, thì các bạn biết là cái thằng Groupon nó, khi mà nó xây dựng cái nền tảng website á, nó là một cái gì các bạn, gọi là một cái marketing place, tức là giống như là một cái sàn thương mại điện tử của nó. Và khi mà nó đi vào hoạt động thì các bạn phải hiểu là cái sàn thương mại điện tử này để đi vào hoạt động một cách hiệu quả thì bắt buộc nó gì các bạn, nó phải có đủ cái độ tương tác, tức là phải có một lượng khách hàng đủ lớn ở trong cái trang web này. Giống như là các bạn giống như là các bạn mở một cái page ở trên Facebook chẳng hạn để mà các bạn bán hàng đúng không ạ? Và để cho các bạn bán hàng hiệu quả thì cái base của các bạn nó phải có một lượng người nào đó vào cái trang, theo dõi trang, hay nói cách khác là like cái trang của các bạn, để mà khi các bạn đăng tin lên thì người ta thấy cái tin đó, đúng chưa? Vậy thì cái Groupon này nó cũng phải có thời gian nó xây dựng cái hệ thống và nó thu hút người tiêu dùng vào để mà nó có một cái lượng truy cập đủ lớn, đúng không? Thì nó mới có thể thu hút được cái nhà cung ứng người ta đăng. Chứ bây giờ ví dụ như là ở cửa hàng của cô không có khách hàng tiềm năng thì làm sao mà các bạn gửi hàng bán vào chỗ cô được. Như vậy thì các bạn hình dung là cái nhà sản xuất này, người ta đăng một cái lô hàng ở trên nó, thông tin nó, thì vô hình dung người ta lại miễn phí tiếp cận với lượng hàng, lượng khách hàng của Groupon, đúng không ạ? Lượng khách hàng của Groupon, tức là cái lượt vào xem hàng ngày của Groupon sẽ thấy được cái hàng của các bạn trên đó. Mặc dù họ không mua đi chăng nữa thì họ cũng biết tới cái sản phẩm của các bạn và biết tới cái thương hiệu của các bạn, đúng không? Như vậy thì chúng ta đang quảng bá, hay là gì, quảng cáo cái sản phẩm hoặc là cái thương hiệu của mình trên Groupon mà chúng ta không phải trả phí. Đó là cái phần lợi của nhà sản xuất, mặc dù mình không bán được hàng, đúng không? Mặc dù mình không bán được hàng. Và nếu như chúng ta phân tích sâu hơn về trong kinh doanh á, thì người ta nói là mình có cái chi phí rủi ro, cái gọi là cái chi phí cơ hội đó, đúng không ạ? Tức là nếu như mình không đăng bán ở Groupon này thì mình có thể đăng bán ở chỗ khác thì vẫn có thể bán được hàng. Tuy nhiên là các bạn sẽ hình dung là cái chi phí cơ hội đó nó không phải là chi phí lớn, bởi vì các bạn thấy hàng vẫn nằm ở kho của mình, đúng không? Hàng vẫn nằm ở kho của mình và mình không tốn các cái chi phí vận chuyển, mình không tốn những cái chi phí kho bãi khi mà chúng ta đăng bán trên Groupon, bởi vì nó ứng dụng cái việc là thương mại điện tử vào đó, chúng ta không có vận chuyển hàng hóa tới, cho nên những cái chi phí về vận chuyển, về bảo về gọi là quản lý và bảo vệ cái hàng hóa thì chúng ta không có. Và thật ra là nếu như các cái doanh nghiệp mà họ sử dụng cái Groupon mà bán giá này thì hàng của họ cũng gọi là giải phóng hàng tồn kho rồi, tức là bông bây giờ cô không bán được nữa rồi, bây giờ nếu như mà cô không đăng bán, không tìm cái cơ hội thì tới lúc nó nở hẳn, nó hư thì cô cũng phải bỏ thôi. Thì hầu một cái lượng lớn các cái doanh nghiệp người ta sẽ sử dụng cái mô hình giảm giá này trong những trường hợp đó, cho nên là cái chi phí cơ hội của họ là cực kỳ thấp đó, không vấn đề gì cả. Rồi người tiêu dùng có hối lợi vì họ không có gì để mất. Còn bên không có lợi thì bên Groupon, đúng không ạ?
Không, cái tiền mà trả cho khách này nè Linh nè, cái tiền mà trả cho khách này là thật ra là khi mà cô mua hàng trên Groupon á, ví dụ như là cô ấn vào và cô giao dịch và cô thanh toán á, thì cô phải chuyển tiền cho Groupon ha. Cô sẽ giao dịch và cô thực hiện một cái thao tác là thanh toán, tức là thanh toán qua qua app hoặc là qua thẻ hay cái gì đó cho Groupon nha các bạn. Và cô khi mà cô thanh toán thành công rồi á, thì cô sẽ nhận được một cái mã hoặc là một cái voucher gì đó điện tử và xác nhận là cô đã mua hàng rồi, và chờ đợi tới khi mà giao dịch được thành công á thì cô sẽ dùng cái mã đó hoặc cái voucher đó để mà cô nhận hàng. Là cái hình thức của nó như vậy. Đúng rồi, như ý, cũng có cái ý giống như bạn, giống như bạn bạn Tuấn Anh nè. Tức là làm cô vừa mới nói là nhà sản xuất của chúng ta thật ra là mình vẫn có lợi đó các bạn, mặc dù mình không bán được nhưng mà mình vẫn được quảng bá ở trên một cái trang web của Groupon và nhiều người biết tới mà không phải trả tiền. Và khi nói tới cái vấn đề này ấy, thì cô nói luôn là gì, hồi nãy cô nói là gì, cái thằng Groupon này nè, để mà nó hoạt động được đó các bạn, thì các bạn thấy là nó phải có một cái lượng khách hàng lớn và nó phải xây dựng thu hút được cái lượng truy cập vào, đúng không? Cái lượng truy cập vào đó. Và khi mà cái này nó có cái tác dụng, một cái gói giảm giá như vậy nó sẽ có tác dụng lan truyền, tức là word of mouth, tức là truyền miệng từ người này sang người khác. Ví dụ như hôm nay cô là người mà lên trang web và cô thấy được cái hình thức giảm giá đó, đúng không? Và cô đi dạy các bạn và cô nói là em mấy đứa chuẩn bị tới 30 nè, nhà mấy đứa có cắm bông không, có cắm bông cúng không, cô thấy là trên cái trang web đó nó giảm giá dữ dội lắm, 50.000 bây giờ nó bán có 30.000 không, mấy đứa có cần mua thì vô nó mua. Vậy thì một số bạn trong lớp đó, nghe theo lời cô sẽ làm gì các bạn, sẽ vào cái trang web đó coi thử là cô vừa nói là bông nó là bông gì và nó rẻ ra làm sao, hình ảnh hay là cái thông tin của sản phẩm nó như thế nào. Vậy thì cái word of mouth này nó sẽ lôi kéo cái lượng khách hàng tới cho cái trang web của Groupon nữa, và cái Groupon cũng có lợi thông qua cái word of mouth đó. Và các bạn biết là ở Việt Nam của chúng ta thì cái vấn đề mà bán hàng theo nhóm, mua hàng theo nhóm này nó không có phát triển, nhưng mà ở Mỹ thì các bạn biết là cái phân tầng thu nhập và cái phân khúc khách hàng của họ nó rất là rõ. Các bạn thấy là ví dụ những người thu nhập thấp chẳng hạn thì họ sẽ có xu hướng đi tìm những cái sản phẩm có giá thấp thôi, mà thường á là khi mà chúng ta học thì chúng ta thấy gì các bạn, chất lượng thì luôn đi liền với giá cả. Cho nên nếu như họ mua hàng những cái thương hiệu dỏm, những cái đơn giản, cô lấy ví dụ các bạn mua hàng Trung Quốc này, đúng không, mấy cái thứ mà rẻ rẻ, ví dụ như các bạn mua tai nghe, rồi những cái cục sạc hoặc là những cái thứ linh tinh gì đó hàng ngày, các bạn thấy là những cái thương hiệu của Trung Quốc nó cực kỳ rẻ luôn. Và ví dụ như các bạn có thể hình dung được ở Mỹ là những người ở phân khúc thu nhập thấp thì họ sẽ mua những cái sản phẩm đó nha, những cái sản phẩm mà tất nhiên giá thấp thì chất lượng nó sẽ kém. Và họ sẵn sàng họ săn những cái deal hời như thế này, những cái thương hiệu mà có tên tuổi khi họ giải phóng hàng tồn, tức là các bạn thấy là gì ạ, cái công nghệ nó tác động tới cái chu kỳ sống của sản phẩm hiện nay rất là lớn, đúng không, nó thu ngắn cái chu kỳ sống của sản phẩm lại, bởi vì công nghệ thay đổi liên tục thì sản phẩm nó chết đi nhanh lắm. Một cái sản phẩm ứng dụng công nghệ một ra đời vài tháng sau có một cái công nghệ mới thì nó phải đưa một cái sản phẩm mới để có thể thích hợp được với công nghệ mới này, thích hợp được với xu hướng người tiêu dùng như thế này. Và các cái nền tảng mà nó bị ảnh hưởng với công nghệ nó liên kết với nhau, nó liên kết với nhau và nó ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên là phải đổi mới liên tục như vậy để đuổi kịp nhau. Cô lấy ví dụ như bây giờ các bạn thấy là cái mạng viễn thông của chúng ta, đúng không, cái mạng không dây của chúng ta là từ 3G lên 4G lên 5G. Vậy thì khi mà 3G, cái thiết bị di động của các bạn á, nó phải có cái tính năng đó là sử dụng được 3G, đúng không ạ? Và khi mà cái mạng viễn thông nó update lên, nó nâng cấp lên 4G, 5G thì cái điện thoại di động hoặc là cái máy tính hoặc là cái thiết bị điện tử nào đó của các bạn nó cũng phải thu phát được cái 4G với 5G này. Do đó là gì, nếu như các bạn không thay đổi sản phẩm thì không được, do đó nó thay đổi liên tục như vậy. Và thay đổi liên tục như vậy thì sẽ xảy ra trường hợp là sản phẩm cũ không bán được, đúng không? Thì sản phẩm cũ không bán được, những cái sản phẩm lỗi thời, rồi những cái mặt hàng về thời trang nè, những cái mặt hàng mang tính chất mùa vụ như hôm bữa cô nói với các bạn này cũng rất là phù hợp để mà chúng ta sử dụng cái phương thức Groupon này. Và quay lại ở thị trường Mỹ,
Thì các bạn thấy là những cái thương hiệu lớn, những cái thương hiệu có tên tuổi, và các bạn biết là cái này cũng liên quan tới cái vấn đề là xây dựng thương hiệu cũng như thương mại điện tử ở châu Âu nó kiểm soát rất là chặt chẽ và nó tốt hơn ở mình. Chứ ở Việt Nam mình mà bây giờ các bạn thấy một cái lô hàng điện tử nào đó mà giảm giá tới 50-70%, chưa chắc các bạn đã dám mua, đúng không? Các bạn sợ hàng hàng không kém chất lượng, các bạn sợ hàng nhái, các bạn sợ là hàng hàng giả, vân vân. Và cái lý do vì sao các bạn sợ đó, lát nữa chúng ta sẽ trao đổi trong cái phần thương mại điện tử. Tuy nhiên là ở Việt Nam của chúng ta thì ít hơn, chứ cái tỷ lệ mà cái vấn đề và thực hiện được giao dịch mà nó bị fail, nó không thực hiện được thì thấp. Ở bên Mỹ các bạn biết là một cái lô hàng mà đăng giảm giá như vậy, người ta doanh nghiệp nhiều người nhau người ta mua, tức là một cái phiên mở ra như vậy nó có thể là gọi là flash sale, thậm chí ở bên mình hay gọi là flash sale, tức là nó mở ra trong vòng khoảng cỡ là 24 giờ đồng hồ, 24 giờ đồng hồ chẳng hạn, thì 12 giờ thôi là đã hết hàng rồi, người ta dành cho người ta mua rồi, mua hết cái deal đó luôn rồi. Bởi vì là cái họ những cái phân khúc khách hàng mà có thu nhập thấp hơn, người ta sẽ canh, người ta sẽ tìm kiếm những cái deal như vậy để người ta mua. Nào, vậy thì ở đây các bạn thấy là cái thằng Groupon nó cũng có một cái lợi ích, đó là gì? Nó có thêm được cái lượt tương tác và cái lượt view, cái lượt người truy cập hoặc là bấm vào cái trang web của nó, theo dõi cái trang web của nó. Như vậy thì nó có thêm lượng khách hàng tiềm năng, và một khi nó có thêm lượng khách hàng tiềm năng như vậy thì đó là một cái cơ sở để nó kiếm tiền, đúng không ạ? Bởi vì khi bây giờ giả sử như các bạn muốn đăng bán một cái sản phẩm ở trên một cái đối tác Groupon nào đó, thì các bạn sẽ lựa xem thử cái thằng Groupon nào mà nó có nhiều lượt truy nó có nhiều khách hàng vào xem hàng ngày nhất, thì các bạn sẽ đăng bán ở trên đó, bởi vì cơ hội các bạn bán được hàng nó sẽ nhiều hơn những cái thằng khác, có đúng không ạ? Như vậy thì bây giờ sẽ có nhiều lượt truy cập vào, nhiều lượt view vào, nhiều lượt viếng thăm vào trong cái trang web của Groupon, vậy thì nó cũng đã có một cái lợi ích rồi. Và cái lượt đó ở đâu ra? Cái lượt đó dựa vào cái word of mouth, cái truyền miệng cũng như là cái sự rủ rê của khách hàng, khi có những cái thông điệp, những cái thông tin về giảm giá thì họ sẽ có thêm được cái điều đó. Cho nên là đây cũng là một cái nền tảng mà các cái trang web ở Việt Nam của chúng ta người ta kiếm sống. Thậm chí là bây giờ các bạn thấy là livestream ở trên Facebook, rồi thậm chí là làm những cái kênh ở trên YouTube, ở trên TikTok, đúng không ạ? Để mà các bạn kiếm tiền đó, nó cũng là một cái hình thức xây dựng như vậy để mà các bạn kiếm tiền thông qua cái lượt người xem, và người ta sẽ trả tiền cho các bạn ha. Những cái bên cung cấp dịch vụ đó sẽ trả tiền cho các bạn. Tương tự như vậy ở những cái trang web thì các bạn thấy, ví dụ như là họ kiếm tiền ở đâu ra? Ví dụ như các bạn bây giờ các bạn không có đọc báo ngày nữa, đúng không? Không có đọc báo giấy nữa mà các bạn sẽ đọc báo gì ạ? Các bạn đọc báo online. Ví dụ như các bạn theo dõi số ca nhiễm COVID hàng ngày, hoặc là các bạn theo dõi những cái thông tin về thời trang, về về kinh tế, về học tập hay cái gì đó các bạn quan tâm, thì các bạn thường là các bạn cũng sẽ vào một cái trang web nào đó để các bạn đọc, hoặc trang web về news, về tin tức, đúng không ạ? Để mà các bạn đọc. Vậy thì những cái trang web này các bạn đọc hoàn toàn miễn phí, nó không có lấy tiền của các bạn, đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào để nó duy trì được cái hoạt động kinh doanh? Làm thế nào ạ? Những cái trang web, những cái kênh tương tác miễn phí với các bạn đó, thậm chí là ở trên Facebook các bạn tham gia vào cái mạng xã hội, các bạn cũng đâu có tốn tiền đâu, đúng không ạ? Các bạn kết nối, các bạn giao lưu, rồi các bạn hoạt động ở trên đó, các bạn không phải đóng phí cho nó. Vậy thì nó kiếm tiền ở đâu ra? Tiền ở đâu các bạn? Từ đâu ạ? Từ những cái hoạt động, đúng rồi, từ quảng cáo, đúng không? Từ quảng cáo, từ những cái hoạt động quảng cáo. Cô lấy ví dụ như là bây giờ thay vì các bạn quảng cáo trực tuyến trên TV, thay vì các bạn dán banner ở ngoài đường, thay vì các bạn đi phát tờ rơi vân vân, thì cái hành vi người tiêu dùng nó chuyển đổi từ off sang on rồi, người ta lên trên mạng không à, người ta sử dụng điện thoại, người ta sử dụng máy tính không à, và người ta đọc báo. Thay vì trước đây các bạn sẽ đăng quảng cáo ở trên báo, ví dụ như là báo Tuổi Trẻ hoặc là những cái tạp chí gì đó, thì bây giờ không có ai đọc hết trơn, ít người đọc lắm, và nó hiệu quả hơn khi mà các bạn đăng quảng cáo ở trên mạng. Vậy thì đăng ở đâu? Các bạn sẽ tìm những cái trang nào mà khách hàng tiềm năng của mình họ hay vào họ xem,
À, ví dụ như là VnExpress chẳng hạn là cái tờ báo mà gọi là những cái thông tin hàng ngày về đời sống, về nói chung tất tần tật tất cả mọi thứ ở trên nó mà nhiều người xem nhất là VnExpress, đúng không ạ? Vậy thì các bạn thấy là chúng ta sẽ mua những cái cột quảng cáo trên VnExpress, và nó cũng các doanh nghiệp cũng phải trả tiền, và hiện nay cũng trả nhiều tiền nhưng mà ít đâu các bạn. Ví dụ như là cách đây rất là nhiều năm rồi, khi mà cô có hỏi dùm cho công ty của bạn, cô muốn đăng muốn đăng một cái flash ở trên cái đầu trang của VnExpress, và đăng trong vòng 1 tuần á, thì ở trang đầu, tức là ở trang cái banner ở phía phía đầu phía trên, khi mà bạn bật cái VnExpress là nó có một cái quảng cáo nhỏ trên nó đó ha, ở trên đầu trang á, mà nó hiện diện ở trên nó, thì trong vòng 1 tuần á, đăng trong vòng 1 tuần thì phải trả 140 triệu. Thì các bạn thấy là số tiền cũng không phải là nhỏ, đúng không ạ? Có 1 tuần thôi. Tương tự như vậy, các bạn thấy rất là nhiều các cái quảng cáo khác, ví dụ như là ở hai bên sườn, xong rồi các bạn đang đọc vậy thì nó hiện ra một cái quảng cáo mà các bạn phải bấm tắt chẳng hạn, vân vân. Thì cái vấn đề mà hiện ra quảng cáo các bạn bấm tắt đó thì nó liên quan tới cái digital marketing nữa. Ví dụ như là cái quảng cáo gọi là cái paper click chẳng hạn, tức là các bạn click vào cái quảng cáo đó, thì cái bên đó người ta mới thu được tiền quảng cáo. Khi mà có khách hàng click vào trong cái quảng cáo thì mới thu được tiền. Thì có nhiều hình thức quảng cáo trên cái trang web, nhưng mà các bạn thấy là để mà chúng ta lựa chọn cái nơi nào để chúng ta đăng quảng cáo thì phải lựa chọn cái trang web nào có nhiều khách hàng tiềm năng của mình nhất. Ví dụ như là một nhóm bạn của cô thì cách đây rất là nhiều năm rồi, khoảng cỡ năm 2000 2010 2011, tức là cách đây 10 năm, cô có một một nhóm bạn, thực ra là có một một người bạn thôi, là đi học đi đi học thạc sĩ về kinh tế ở ở Mỹ về. Thì sau khi mà đi học thạc sĩ về thì cũng trước đó thì cũng là giảng viên, cũng là đi dạy, xong rồi về là không đi dạy nữa, bỏ việc luôn. Thì cô mới hỏi là tại sao lại lại không đi dạy nữa, thì bạn đó bạn nói là qua bên đó thì gặp một người khác cũng ở Việt Nam, cũng ở Sài Gòn và học bên IT, thì hai người thấy một cái mô hình rất là hay, đó là xây dựng một cái nền tảng giống như là các cái tờ báo vậy đó các bạn. Nhưng mà cái anh bạn của cô này á thì là hoạt động bên IT, và tức là bên mảng công nghệ thông tin đó, những cái thông tin, những cái kiến thức về về lập trình cũng như là bên IT nói chung. Thì hai người này á mới kết hợp với nhau và bê một cái mô hình ở Mỹ về, đó là cũng mua và thiết lập một cái nền tảng website, và khi mà hỏi ra đó thì 3 năm đầu tiên là không có lợi nhuận, tức là 3 năm đầu tiên là phải cứ bỏ tiền túi, bỏ tiền vốn ra để mà thuê 2 nhân viên nữa, và hai người bạn của cô nữa, đó là 4 người, để mà mở một cái công ty ra, để tức là một cái trang web. Và tại sao 3 năm đầu tiên thì không có tiền? Bởi vì chúng ta vẫn phải chi phí trả lương cho 2 nhân viên kia. 2 nhân viên kia làm cái gì ạ? Đảm nhiệm cái việc là quản lý cái server đó và viết bài, tìm bài để mà đăng. Và khi mà chúng ta đăng những cái bài có cái giá trị nào đó với một lượng khách hàng tiềm năng nào đó thì họ sẽ tìm và họ đọc nhiều ở trang web của chúng ta. Ví dụ bây giờ các bạn mở một cái trang web đó, các bạn làm một cái nền tảng, hay đơn giản là các bạn làm một cái Facebook, các bạn chỉ cho người ta cách nấu ăn ngon, hoặc là chỉ cho người ta cách giảm cân, chỉ người ta cách cách học anh văn cho tốt, chỉ người ta cách trị bệnh COVID cho tốt chẳng hạn. Và cái kiến thức, những cái bài viết của các bạn có giá trị thật sự thì càng nhiều người người ta vào, người ta xem hàng ngày như vậy, thì cái lưu lượng truy cập vào trang web nó sẽ tăng lên một mức độ nào đó. Và khi tăng lên tới một mức độ nào đó rồi đó, thì 3 năm sau những cái công ty hoạt động bên IT mà muốn bán cái sản phẩm hoặc là quảng cáo cái sản phẩm của mình thì họ phải đánh vào cái đối tượng khách hàng mục tiêu là những người quan tâm tới IT. Vậy thì họ sẽ đi tìm những cái trang web liên quan tới IT này để người ta đăng quảng cáo, và trang web của bạn cô là một trong những trang web bắt đầu có tiền thu nhập từ những cái quảng cáo từ các cái doanh nghiệp khác ở bên ngoài. Vậy thì các bạn thấy là gì? Người ta cũng có thể sử dụng cái hình thức này, cái nền tảng này để mà kiếm được tiền rất là nhiều, đúng không ạ? Với cái sự phát triển của cái nền tảng công nghệ ngày hôm nay. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ phân tích tiếp nè. Cái thằng Rubber nó cũng có lợi rồi đó. Đúng chưa? Nó có thêm được một cái lượt được view. Rồi, nó có thêm lợi nhuận gì nữa không các bạn? Có thêm lợi ích gì nữa không? Các bạn thử suy nghĩ xem. Bật mí cho các bạn là nó vẫn có thêm một cái lợi nữa.
Và nãy giờ thì hầu hết á, chúng ta đều khẳng định là người tiêu dùng không mất cái gì hết trơn á. À, thậm chí là có lợi tại vì có cơ hội nào đó để mà mua sản phẩm, nhưng mà không mua được thì trả tiền lại cho họ thôi, họ được, họ đâu có mất cái gì đâu, đúng không ạ? À, nhưng mà thật ra thì họ hơi có hại một tí đó. Cái bật mí như vậy cho các bạn, thì các bạn thử suy nghĩ xem thử là tại sao thằng Groupon lợi, lợi cái gì mà người tiêu dùng bị hại, cái gì? À, các bạn nào phát hiện ra không ạ? Trong khi các bạn suy nghĩ thì cô sẽ nốt lại những bạn tham gia thảo luận ngày hôm nay ha, trong cái quá trình học nè. Không thấy bạn nào ha, không thấy bạn nào trả lời ha, cô trả lời luôn nha các bạn. À, thì thực ra các bạn thấy là hồi nãy cô có nói với các bạn là cái tiền không phải là tự dưng mình tốn tiền mình trả lại cho người tiêu dùng, mà thật ra cái coupon này á, khi mà giao dịch không được thực hiện thì người ta làm một cái động tác là trả tiền lại cho người tiêu dùng. Và các bạn thấy là cái hệ thống thanh toán và cái hệ thống quản lý tiền cũng như là chuyển tiền gọi là thanh toán online ở cái thị trường châu Âu và thị trường Mỹ đó, vân vân, nó rất là hoàn chỉnh rồi, đúng không ạ? Ai cũng cũng có cái tài khoản và cái hệ thống của nó rất là ok, cho nên chỉ cần thao tác một một cái lệnh thôi là bắt đầu nó chuyển lại hết cho người tiêu dùng rồi. À, thì các bạn có thể hình dung nó lợi ở chỗ nào? Nó lợi ở chỗ là bây giờ chỉ có 50 hoặc là 70 khách hàng mua hàng thôi, nhưng mà mỗi khi mua hàng thì sẽ chuyển tiền, tức là các bạn mua hàng một cái, các bạn kích vào mua hàng và hoàn thành giao dịch thì các bạn phải chuyển tiền về cho cô rồi. Vậy thì cô sẽ được sở hữu cái tiền của các bạn trong vòng bao nhiêu ngày đó, thậm chí là cô sử sử cô lấy tiền của các bạn và sáng ngày hôm sau cô phải trả lại rồi, nhưng mà cô sẽ có cách cô tìm tiền từ các bạn, tiền lời từ các bạn ra. Ví dụ như tối nay cô cho những thằng thằng bạn cô nó vay nặng lãi để nó cái đổ đá banh chẳng hạn, cho nó vài triệu, ngày mai nó trả cho cô 1,2 triệu, tức là cô lời 200 ngàn, nhưng mà 1 triệu đó đâu ra? Từ tiền của khách hàng chuyển qua cho cô chứ không phải là tiền của cô. Và các bạn biết là với một một lượng khách hàng lớn như vậy đó, và rất nhiều các giao dịch và rất nhiều những cái deal ở trên đó, cho nên là một ngày là các bạn biết là nó sử dụng cái dòng tiền của khách hàng rất là nhiều vào. Và các bạn biết là những cái đứa này những cái đứa kinh doanh này không bao giờ nó để tiền ở trong tài khoản xong không xong rồi để đó, rồi tới khi khách hàng giao dịch thì cùng lắm mình trả lại cho người ta, không có các bạn. Tại vì cái hạn giao dịch và cái hạn trả tiền là có, nó ở đâu ạ? Nó vào cái phiên cuối cùng, tức là cái thời điểm cuối cùng khi mình đóng cửa giao dịch, tức là không phải là cô không biết là khách hàng đòi tiền vào lúc nào, mà cô biết là vào cái ngày, ví dụ như là hôm nay là ngày 9 tháng 6 đúng không, và ngày 15 tháng 6 là hết hạn giao dịch. Vậy thì cô biết được là trong ngày 15 tháng 6 đó, nếu như mà giao dịch được thực hiện thì cô phải chuyển tiền về cho nhà sản xuất để nhà sản xuất giao hàng, còn nếu như giao dịch không được thực hiện thì cũng vào ngày 15 tháng 6 đó cô phải trả tiền lại cho khách hàng. Và cô biết được, cô được sử dụng cái tiền của khách hàng từ từ đây cho tới ngày 15 tháng 9. Vậy thì cô sẽ có những cái kế hoạch thực hiện
và dùng cái dòng tiền của các bạn để mà tạo ra lợi nhuận cho cục, đúng không? Đầu tư vào những cái chỗ khác hoặc là gì đó để mà sinh ra tiền, chứ họ không có để tiền trong tài khoản. Đó là họ đang làm gì các bạn? Chiếm dụng vốn của khách hàng mà không cần phải trả lãi, đúng không? Đang chiếm dụng vốn của khách hàng nhưng mà đâu có cần trả lãi đâu. Bây giờ cô mua một cái sản phẩm 1 triệu đồng, nó còn 5 triệu, nó giảm còn 1 triệu, đúng không? Và cô chuyển cho Rickbank 1 triệu, và tới ngày 15 tháng 9, và nếu như giao dịch này không được thực hiện thì cô vẫn nhận lại được 1 triệu đó, cô không mất đi một cái đồng nào hết á. À, như vậy thì đứng ở cái góc độ là tài chính và một người làm kinh tế, mình phân tích kỹ ra như vậy đó, thì mình sẽ thấy được rằng là ồ, vậy thì thằng Rickbank là cái người thật sự có lợi nhất đó, đúng không? Tại vì nó sẽ có cái cơ sở để mà nó xây dựng cái lượng khách hàng tiềm năng, tức là những cái khách hàng mục tiêu của nó truy cập vào trang web tăng lên nhiều hơn, nhờ vào việc là nó có nhiều, nó thu hút được nhiều cái khách hàng ở nhiều cái nhóm hàng, những cái ngành hàng khác nhau vào trong cái sàn của nó. Và cái thứ hai là nó được sử dụng vốn, hay còn nói khác đi là chiếm dụng vốn của khách hàng mà không cần phải trả lãi cho họ. Và phân tích kỹ ra thì người tiêu dùng người ta đang bị chiếm dụng vốn trong vòng một cái thời gian ngắn nào đó, nhưng mà đứng ở góc độ mà người tiêu dùng thì họ hoàn toàn không thấy cái điều này, đúng không? Tại vì họ xác định mua hàng á, có nghĩa là mình mất cái khoản tiền đó mà mình có được hàng. Và nếu như không mua được thì cái tiền này mình cũng được nhận về và mình từ từ mình mua món khác. Chứ họ không nghĩ rằng là họ bị chiếm dụng vốn gì cả, đúng không ạ? Cho nên là người tiêu dùng họ vẫn cứ tiếp tục tìm kiếm và thực hiện những cái giao dịch như vậy. Đó. Như vậy thì các bạn có thắc mắc gì không ạ? Khi mà phân tích ra như vậy, ở đây phân tích ra để mà chúng ta, thật ra là chúng ta đứng ở góc độ là hiểu cái mô hình này ở góc độ là nó là một cái mô hình kinh doanh hiệu quả và có ba bên tham gia và ba bên cùng có lợi. Ba bên cùng có lợi, thật sự là như vậy. Nhưng mà bởi vì chúng ta là người đang đi học mà chúng ta đang học về kinh tế nên là chúng ta thử phân tích xem kỹ hơn để củng cố lại và tìm hiểu xem thật là vậy thì cái phía dưới, cái phía phía sau, phía phía đằng sau cái mô hình đó, trường hợp A và trường hợp B, vậy thì nó sẽ xảy ra điều gì và ai có lợi hay ai không có lợi, đúng không ạ? Rồi, như vậy thì chúng ta xong cái phần mô hình bán hàng coupon ha các bạn ha. Hồi nãy cô nói với các bạn là cái phần tiếp theo của chúng ta trao đổi với nhau là về phần thương mại điện tử. Vậy thì các bạn có nhớ rằng là thương mại điện tử là gì không ạ? Thương mại điện tử là gì? Thương mại điện tử thì có nghĩa là chúng ta làm thương mại, đúng không? Cộng với điện tử. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện những cái hoạt động thương mại dựa trên cái nền tảng ứng dụng điện tử hoặc là ứng dụng công nghệ thông tin vào đó. Thì khi mà nói tới thương mại điện tử thì tất cả những cái hoạt động thương mại của chúng ta đều ứng dụng cái điện tử đó vào. Ví dụ như bây giờ các bạn bảo là trong sản xuất có ứng dụng công nghệ vào được không các bạn? Được chứ, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ các bạn thuê nhân công thì các bạn làm thủ công, thử công từng thứ một, thì bây giờ các bạn ứng dụng công nghệ những cái con robot hoặc là những cái hệ thống máy móc thiết bị tự động, cân đo đong đếm tự động, dán nhãn tự động, rồi là đóng túi tự động hay cái gì đó tự động, thì chúng ta đang ứng dụng cái công nghệ rồi, đúng không? Ứng dụng về về cái công nghệ. Và cái công nghệ hiện nay á, nó rất là phát triển và nó ảnh hưởng tới mọi thứ ở trong kinh doanh, từ công việc sản xuất. Rồi ví dụ như các bạn thấy là các bạn học quản trị thì các bạn không có học kế toán máy, nhưng mà bên ngành kế toán thì người ta học kế toán máy, tức là học kế toán, làm kế toán trên một cái phần mềm, thì đó cũng là ứng dụng cái công nghệ. Vậy thì cái công nghệ nó ảnh hưởng tới mọi thứ cho chúng ta luôn đó. Vậy thì cái công nghệ này nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái hoạt động kinh doanh nói chung, marketing rồi bán hàng nói riêng ở trong một cái doanh nghiệp. Vậy thì khi các bạn học về thương mại điện tử thì các bạn cũng đã hiểu thương mại điện tử là gì rồi, đúng không ạ? Rồi là marketing trong thương mại điện tử vân vân. Ở đây chúng ta đề cập tới những cái vấn đề đó là
bán hàng, đúng không ạ? Bán hàng online, được chưa? Bán hàng online. Và đây, các bạn thấy hình ảnh này có quen thuộc với các bạn không ạ? Nhìn cứ tưởng cái điện thoại của mình, đúng không? Các bạn thử mở điện thoại của các bạn ra và các bạn đếm xem thử là các bạn có bao nhiêu cái app để hỗ trợ các bạn trong việc shopping, hay chúng ta còn gọi là shopping online, đúng không? Đặc biệt là ở độ tuổi của các bạn thì cô nghĩ là mua hàng online, shopping online, các bạn rất là rành, đúng chưa? Những cái app này các bạn thấy rất là gần gũi đối với chúng ta, bởi vì là nó cũng có ở Việt Nam, ví dụ như là Tiki nè, Lazada nè, bây giờ là Shopee đang phát triển rất là mạnh, đúng không ạ? Rồi là Sen Đỏ nè. Cái app này là gì các bạn? Cái app các bạn nào có biết cái app ở cái dòng dưới mà cái chữ tàu tàu này không? Đây là Taobao, đúng không ạ? Giá rất là rẻ. Là eBay nè, Amazon Shopping nè, Alibaba.com nè, vân vân, rất 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 là nhiều những cái app, vô vàn những cái app luôn. Rồi ví dụ như các bạn lên Zalo cũng có Zalo Shop, rồi các bạn lên Facebook người ta cũng bán hàng online tràn lan ở trên đó, đúng không? Đăng hình để bán, livestream để bán, vân vân, rất 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 là nhiều. Và các bạn biết là cái xu hướng về shopping online nó là một cái sự tất yếu ở trong cái giai đoạn hiện nay. Có nhiều doanh nghiệp thì họ nghĩ là bây giờ mình chuyển sang mình bán hàng online bởi vì dịch, đặc biệt là trong cái mùa dịch này, không được đi ra đường để mua hàng. Rồi nếu mà được đi ra đường đi chăng nữa thì người ta cũng ngại tiếp xúc hoặc là ngại đi đến đám đông, vân vân. Ví dụ như bây giờ các bạn muốn đi siêu thị Bixi chẳng hạn, Đà Lạt có mỗi siêu thị Bixi thôi, mà đầu mùa dịch tới giờ là bắt đầu lùm xùm hai vụ, đúng không ạ? Hai vụ liên quan tới Covid rồi, người tiêu dùng cũng sợ lắm. Và siêu thị thì là một cái môi trường mà nó kín, rồi là cái không khí của nó thì cũng không có được lưu thông tốt giống như là ở ngoài, rồi người thì đông đúc, vân vân. Và các bạn người tiêu dùng họ cũng sợ đi vô đó, lỡ may xui xui gặp F0, F1 gì đó về đổ nợ. Thì các bạn thấy là gì, người ta cũng đặt hàng online, thì Bixi cũng có một cái app riêng cho mình, đó là gì các bạn? Go and Bixi, đúng không? Đúng rồi, Go and Bixi thì cũng để là người tiêu dùng lên trên nó để đặt hàng, mua hàng online, và họ ví dụ như hóa đơn trên 200.000 thì cũng được free ship tận nhà, như thế nào đó. Thì một số những cái doanh nghiệp bán lẻ hiện nay đó thì người ta cũng gọi là ép buộc chuyển mình. Trước đây thì người ta không có nghĩ tới cái việc là mình phải cần bán hàng online hay cần ứng dụng cái thương mại điện tử, và tuy nhiên là cái mùa dịch này nó diễn ra một cách rất phức tạp và kéo dài liên tục như vậy, thì họ bắt đầu chuyển dần sang cái việc là bây giờ mình phải phải chuyển qua là sử dụng thương mại điện tử. Nào, tuy nhiên một số doanh nghiệp là họ đang ở trong cái tư thế này gì các bạn, đối phó thôi, đối phó trong cái giai đoạn này thôi, và sau đó thì họ hy vọng là người tiêu dùng sẽ quay lại được với cái thói quen cũ của mình. Tuy nhiên những cái nhà phân tích về cái hành vi người tiêu dùng thì người ta cho thấy rằng là cái xu hướng và cái hành vi của người tiêu dùng đó, nó đã thay đổi dần dần từ cái việc là offline sang online là từ trước rồi, và người ta đã làm những cái nghiên cứu, những cái khảo sát, và người ta nhận định được cái sự phát triển đó trước khi cái mùa dịch diễn ra rồi. Và đồng thời các bạn biết là con người của chúng ta rất là dễ quen, rất là dễ quen, tất cả hành vi của chúng ta rất là dễ thay đổi và bị tác động, và nếu như nó lặp đi lặp lại một vài lần thì chúng ta sẽ có cái thói quen là bỏ đi cái thói quen cũ. Cho nên việc đặc biệt cụ thể là ở trong tình huống này là gì ạ? Các bạn mua hàng online quen rồi, các bạn lười đi ra ngoài các bạn mua, có bạn nào bị vậy không ạ? Ví dụ như là các bạn mua hàng bình thường thôi, các bạn mua quần áo hả, giày dép, rồi là các bạn mua đồ ăn vặt, hoặc là mua những cái thứ hàng điện tử hoặc những cái hàng gì đó các bạn sử dụng hàng ngày, đúng không? Thì trước đây thì các bạn sẽ chạy ra shop quần áo, hoặc các bạn sẽ đi chợ, các bạn dạo, hoặc là các bạn đi ra tiệm hoặc đi ra siêu thị vân vân để các bạn mua. Nhưng mà bởi vì dịch xong rồi, bởi vì là các bạn thử mua hàng online một vài lần vân vân, xong rồi các bạn quen luôn, xong rồi các bạn kêu chứ bây giờ mình đi ra cũng được, đâu ảnh hưởng gì đâu, tại vì dịch được kiểm soát rồi chẳng hạn, ví dụ như thế. Rồi là mình cũng rảnh rỗi, nhưng mà
Nhưng mà các bạn sẽ thấy các bạn cái hành vi sẽ tạo ra thói quen nha các bạn, và các bạn lười đi ra để tương tác trực tiếp. Thậm chí là các bạn thấy là nằm ở nhà mua hàng online vậy có thể còn vui hơn, bởi vì những cái lợi ích của nó. Cô lấy ví dụ như là các bạn đi mua hàng trực tiếp chẳng hạn, à các bạn có tự do thoải mái mà chạy ra chạy vào, cầm lên cầm xuống coi, xong đi khảo giá chỗ này đi khảo giá chỗ kia, rồi là hỏi giá rồi không mua rồi vân vân. Tự nhiên là người bán hàng sẽ khó chịu với các bạn, và các bạn cũng sẽ có một cái ngại, một cái rào cản nào đó. Còn các bạn mua hàng online thì sao? Ví dụ như ngày hôm qua đến giờ, cô lên mạng cô coi một cái thiết bị điện tử, bởi vì ở nhà cô có thiết bị đó nó vừa bị hư, cho nên là cô lên cô coi. Thì các bạn thấy là cô coi ở khắp nơi, lên Shopee coi thử, lên Tiki coi thử, lên Lazada coi thử giá cả nó sao, bảo hành nó làm sao, rồi là vào điện máy xanh xem thử, vào Nguyễn Kim xem thử, vào điện máy Chợ Lớn xem thử, vân vân. Tức là truy cập vào rất rất là nhiều các cái nền tảng shopping online, từ cái trang web cho tới app, rồi thậm chí là lên Facebook coi, xong rồi cô cứ đi ra đi vào, khi nào rảnh thì coi, khi nào rảnh thì coi, coi như vậy, xong so sánh giá, xong so sánh cái này so sánh cái kia, rồi đọc cái feedback, đọc cái review của những cái người đã sử dụng rồi nữa, xong rồi tới bây giờ vẫn chưa quyết định mua cái nào. Và cô cũng không có bị tốn thời gian là chạy ra đi khắp nơi những cái chỗ đó trong cái mùa dịch như vậy, là cái thuận lợi đúng không ạ? Và giả sử như lần này cô hơi lăn tăn là cái hàng điện tử này nên nó cũng tương đối là quan trọng, mình sử dụng hàng ngày, lỡ mình mua online mà nó trục trặc thì bảo hành như thế nào, đó là cái lăn tăn của người tiêu dùng đúng không ạ? Nhưng giả sử như lần này cô dịch quá giờ quyết định mua online chứ không thể nào ra trực tiếp được, và cô mua về cô sử dụng có thể ổn áp đúng không ạ? Ví dụ như bảo hành vẫn được thực hiện bảo hành bình thường giống như là mua trực tiếp, và cô sẽ gì ạ, thay đổi cái quan điểm của mình và thay đổi cái hành vi của mình. Lần sau là gì, cứ lên khảo giá, lên coi cho đã, xong rồi đặt hàng nó đưa tới tận nhà, đỡ mất công mình ra, thay đổi cái hành vi của người tiêu dùng như vậy. Thì các bạn thấy là từ cái câu chuyện mà cô kể, từ những cái thực tế đó, rồi cái xu hướng như vậy, các bạn thử nghiệm lại chính bản thân mình xem thử là trong cái hành vi của chính bản thân mình nó có cái sự thay đổi đó hay không. Mà người ta nói rằng là chuyển từ kinh doanh bán hàng offline sang kinh doanh bán hàng online là điều tất yếu ở trong tương lai, chứ không phải là để đối phó ở trong cái giai đoạn mà bị dịch bệnh hoặc là trong cái giai đoạn hiện nay. Bởi vì là hành vi người tiêu dùng thay đổi, cái nền tảng của thương mại điện tử phát triển rất là mạnh, không những là ở các nước mà nó còn len lỏi tại Việt Nam. Rồi cái sự đa dạng, cái sự lợi ích của shopping online nó cũng có, nó dẫn dắt người tiêu dùng thay đổi cái hành vi của mình đi, đúng không ạ? Đó là cái xu hướng mà chúng ta thấy cái sự biến đổi nó diễn ra như vậy. Đó, thì các bạn thấy là ở đây là cái thông tin về cái biểu đồ xếp thứ hạng thương mại điện tử của Việt Nam so với một vài nước ở Đông Nam Á này, thì các bạn thấy là Việt Nam của chúng ta đứng thứ hai. Cái thống kê này là nó cũng cũ rồi nè các bạn, tới từ năm năm 2019, 2019. Còn bây giờ là nó vùng vùng nó lên cao lắm rồi, đúng không ạ? Cái năm 2019 thì nó chỉ xếp sau Indonesia thôi, và nó thể hiện qua rất nhiều cái hình thức, ví dụ như là bán lẻ, đúng không ạ? Bán lẻ trực tuyến. Là các bạn đi mua hàng hóa như nãy giờ cô nói đó, mua quần áo, mua giày dép, mua tất cả các thứ, các bạn mua lẻ. Rồi một cái vấn đề áp dụng về thương mại điện tử đó là những cái app hỗ trợ cho chúng ta trong cái quá trình mua bán, ví dụ như là gọi là những cái app, ví dụ Grab nó có cái phần gọi là shipper đó, các bạn ship ship hàng nó sẽ hỗ trợ chúng ta trong trong quá trình buôn bán. Rồi đặt xe trực tuyến cũng ứng dụng thương mại điện tử này, rồi là du lịch trực tuyến. Du lịch trực tuyến thì nó sẽ hỗ trợ cho việc là chúng ta có thể là mua vé, đặt phòng khách sạn, rồi là đặt chỗ những cái khu vui chơi, mua vé máy bay, vân vân. Đúng không ạ? Rồi bây giờ các bạn thấy là dịch không đi du lịch được, các bạn thấy là các công ty du lịch người ta nghĩ ra cách gì, các bạn đi du lịch online, tức là người ta tìm kiếm, người ta quay những cái clip về một số những cái địa danh hoặc là những cái khu danh lam thắng cảnh nào đó, và người ta thuyết trình, người ta đưa lên một cái kênh và khách hàng sẽ truy cập vào đó và xem, tức là đi du lịch qua màn ảnh.
À, rồi các bạn thấy cái sự phát triển của những cái phương tiện truyền thông xã hội nó cũng là gì các bạn? Vì cái sự phát triển của điện tử mà nó đưa ra những cái nền tảng này, và những cái nền tảng này á nó cũng phát triển thương mại điện tử trên cái nền tảng mạng xã hội luôn, đúng không? Bây giờ các bạn nói tới cái sàn giao dịch thương mại điện tử chính thức thì nó sẽ là cái gì? Ví dụ như là Taobao, ví dụ Alibaba, ví dụ Amazon, ví dụ như Shopee, ví dụ như Tiki, vân vân, những cái sàn đó là cái sàn thương mại điện tử rồi. Nhưng mà các bạn thấy là bây giờ nó còn bán hàng ở trên mạng xã hội nữa luôn, đúng không? Thương mại điện tử trên phương tiện truyền thông xã hội. Rồi bây giờ các bạn thấy là gì? Ứng dụng cái thương mại điện tử vào đâu nữa? Vào giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Giáo dục và chăm sóc sức khỏe cũng là một sản phẩm, một dịch vụ được bán mà. Trước đây thì các bạn phải tới trung tâm các bạn học tiếng Anh. Nhưng mà bây giờ dịch làm sao mà đi học được? Bây giờ các bạn muốn là học một cái cô người nước ngoài rất là nổi tiếng dạy rất là hay nào đó, nhưng mà cổ ở đâu? Cổ ở Mỹ, cổ ở Singapore, hoặc cổ ở Sài Gòn, hoặc cổ ở Hà Nội, làm thế nào mà học đây? Mình học trực tuyến, đúng không? Rồi chăm sóc sức khỏe chẳng hạn. Các bạn thấy là khám bệnh từ xa không ạ? Nó phát triển, tức là cái thương mại điện tử nên nó tác động vào rất nhiều các cái ngành nghề kinh doanh khác nhau. Và để mà chúng ta có thể sống còn và để thích nghi được với cái thời điểm tiếp theo thì bắt buộc chúng ta phải có cái các cái doanh nghiệp, đặc biệt là những cái doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam của chúng ta phải có được một cái tư duy và cái tầm nhìn đúng đắn về cái định hướng này và đầu tư như thế nào cho nó hợp lý. Đó. Ví dụ như là bây giờ chúng ta bán hàng, quyết định bán hàng online, nhưng mà chúng ta bán hàng ở đâu? Ví dụ như là chúng ta đăng lên Facebook, chúng ta bán thôi, chúng ta làm một cái page, chúng ta chạy quảng cáo cho nó, như vậy đủ chưa, đúng không? Lỡ như cái page chúng ta bị đánh sập, lỡ như là Facebook nó ra một cái giới hạn nào đó mà không cho kinh doanh thương mại nữa chẳng hạn, thì chúng ta không còn một cái nền tảng nào để mà buôn bán nữa. Vậy thì chúng ta phải nghĩ ra nhiều cách hơn để mà tiếp cận đối với khách hàng, ví dụ tham gia vào những cái sàn thương mại điện tử chính thống, ví dụ như Shopee, Lazada gì đó chẳng hạn. Thậm chí là có những công ty người ta thiết lập cho mình một cái app riêng, một cái app riêng, ví dụ như là thậm chí là những bây giờ các bạn thuê người ta xây dựng một cái app nó cũng không có mắc, cho nên chúng ta có thể là thiết lập một cái app riêng. Các cái công ty thời trang ở Việt Nam, những cái thương hiệu thời trang ở Việt Nam thì người ta cũng hay làm cái điều này đó các bạn, người ta tạo một cái app riêng rồi về giáo dục, đặc biệt là bên lĩnh vực về giáo dục và chăm sóc sức khỏe thì người ta cũng hay làm những cái app riêng để mà tương tác với khách hàng dễ hơn. Tại vì khi mà các bạn học thì các bạn phải truy cập vào trang web, đúng không ạ? Thì nó khó việc tải cái app về xong mở app đó ra để theo dõi để học, vân vân, thì nó dễ hơn. Thì những công ty người ta phải định hướng được cho mình làm thế nào để mà tham gia vào ở trong cái mảng thương mại điện tử này một cách hiệu quả. Đây là cái bảng xếp hạng các doanh nghiệp thương mại điện tử hàng đầu tại Việt Nam do iPrice Insight cập nhật vào quý 3 năm 2020, cách đây cũng hơn năm rồi ha. Tuy nhiên là các bạn cũng có thể tham khảo cái số liệu này. Thì các bạn thấy là đứng đầu là Shopee, đúng không ạ? Và hiện tại thì đứng đầu cũng là Shopee thôi. Đứng thứ hai đó là Thế Giới Di Động, Tiki, Lazada, Điện Máy Xanh và Sen Đỏ. Thì các bạn thấy là cái lượng truy cập website mỗi tháng của nó rất là lớn, đúng không ạ? Tới 62 gần 63 triệu lượt truy cập. Siêu lớn luôn. Rồi trên Facebook nè, Facebook cũng là gần 19 triệu lượt truy cập. Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh thì chủ yếu là người ta truy cập trên website nhiều hơn là trên Facebook. Ở đây có cái thằng Lazada này, các bạn thấy là cái lượt truy cập ở trên Facebook của nó phát triển trên nền tảng Facebook, tương tác với khách hàng nhiều hơn là ở trên website luôn vào cái thời điểm tháng 3 năm 2020. Sen Đỏ thì các bạn thấy là cái lượng truy cập của nó thấp hơn. Đây, 6 cái doanh nghiệp đầu tiên về thương mại điện tử được cập nhật như vậy để cho các bạn cũng thấy được cái tổng quan sự phát triển về cái nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam của chúng ta.
Rồi, về cái doanh thu của thương mại điện tử là các bạn thấy cái dự báo của nó này, là đạt 10 tỷ vào năm 2020, thế nào đây cũng là cái dự báo thôi. Tuy nhiên là các bạn thấy ở đây chúng ta quan tâm tới cái gì ạ? Cái những mặt hàng được người tiêu dùng mua sắm trực tuyến nhiều nhất là cái gì? Quần áo, giày dép, mỹ phẩm, công nghệ dụng cụ gia đình. Rồi là xếp hạng thứ ba đó là xếp hạng thứ tư đó là những cái sách, những cái văn phòng phẩm, hoa quà tặng vân vân. Thực phẩm thì nó sẽ thấp hơn, bởi vì khi mà chúng ta mua thực phẩm thì thường là chúng ta ngại về cái vấn đề về vận chuyển, cho nên là chúng ta thường mua những cái thực phẩm nào mà gọi là có hạn sử dụng lâu hoặc là an toàn trong quá trình vận chuyển, chứ không thể nào mà gọi là mua rau hay là mua thịt cá tươi mà mua qua app thì chúng ta cũng không đảm bảo được là không biết họ lựa cho mình thức ăn có ngon hay không, rồi trong quá trình vận chuyển ví dụ như là bị dập hoặc là bị giam hàng hay gì đó sẽ bị hư hỏng hàng hóa, cho nên cái tỷ lệ này nó sẽ thấp hơn. Rồi, như vậy thì chúng ta cũng qua một chút xíu tổng quan về cái thực tiễn về thương mại điện tử ở tại Việt Nam rồi, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ cái vấn đề thứ hai mà chúng ta muốn trao đổi, cô muốn chúng ta cùng trao đổi đó là cái trải nghiệm của bản thân các bạn từ trước tới giờ trong quá trình các bạn shopping online nó như thế nào. Các bạn có thể kể ra một cái kinh nghiệm hoặc là chấm điểm cho cái trải nghiệm của mình, ví dụ như các bạn thấy là nó tốt hay là không tốt, được 5 điểm, 10 điểm, hay là các bạn thấy là dễ bị lừa đảo, hoặc là những cái trường hợp mà mua hàng kho kém chất lượng, hoặc là những cái bất cập mà các bạn gặp phải khi mà mua hàng điện tử, mua hàng thông qua shopping online hay không, thì các bạn cùng nhau chia sẻ xem được cái thực tiễn trải nghiệm của bản thân nó như thế nào. Các bạn biết là ở việc các bạn cứ cứ suy nghĩ và trả lời thôi trong khi mà cô nói, để chúng ta tiết kiệm được cái thời gian. Các bạn thấy là ở Việt Nam của chúng ta gọi là đang trong cái thời kỳ là gọi là phát triển mà nó tung tóe luôn, nó bung bét ra, nó không có theo một cái gì có thể kiểm soát được, và nó gọi là phát triển rất mạnh nhưng mà nó đủ các chiều hướng. Ở đây các chiều hướng này cô có thể nói tới chủng loại hàng hóa, chất lượng hàng hóa, các cái mức giá cả, rồi là các cái hình thức kinh doanh online, đủ các cái thể loại luôn. Và các bạn biết là kinh tế thì các bạn phải hiểu được là phải có một cái sự kiểm soát của nhà nước, để trong cái việc là quản lý về về kinh doanh, đúng không? Ví dụ như các bạn mở công ty, các bạn mở cửa hàng, các bạn phải đóng thuế cho nhà nước này, đúng không? Rồi là hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng đó, ví dụ như các bạn mua hàng không đúng hình, hoặc là các bạn mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, các bạn về các bạn sử dụng, các bạn bị gì 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 đó, thì cái hiệp hội người tiêu dùng sẽ đứng ra để giải quyết về mặt pháp lý cho chúng ta. Rồi đúng rồi, cách bảo hành không đảm bảo sau khi mua hàng, thậm chí là mình không biết như thế nào để mà bảo hành cho nó hiệu quả. Ví dụ như là các bạn mua một cái cửa hàng ở ngoài Hà Nội, đúng không? Các bạn mua một cái thiết bị gì đó chẳng hạn 500.000 cục bự thô lô vậy, về các bạn xài được tháng nó hư, xong các bạn phản hồi lại và người ta nói là bây giờ gửi cái đó đi ra Hà Nội để họ bảo hành, xong họ gửi lại cho. Tự nhiên các bạn thấy nó mệt mỏi không? Nó mệt mỏi vô cùng luôn chứ. Bây giờ mình phải đóng gói, xong rồi mình ra bưu điện mình gửi, mình phải trả tiền gửi, họ nhận được, xong rồi họ bảo hành xong biết không biết khi nào mới xong được, xong rồi họ lại phải gửi vô cho mình, mà họ lỡ họ gửi vô xong rồi nó vẫn còn trục trặc thì mình lại phải gửi ra ngoài đó. Các bạn thấy là cái không gian, đúng không, về cái vấn đề về bảo hành vân vân như thế này, này nó cũng làm cho mình rất là lăn tăn khi mà mua cái sản phẩm, đặt hàng một tuyến, đợi hàng một tháng, đúng không? Đó là tình hình chung hiện nay bởi vì dịch nữa. Cho nên là cái vấn đề này là vấn đề logistics đó các bạn. Và cái vấn đề mà mình nói nhé, là một cái vấn đề không phải là người tiêu dùng cảm thấy mệt mà là người bán cũng cảm thấy mệt nữa, bởi vì cái logistics tại Việt Nam của chúng ta nó còn gọi là bao cấp, nó còn gọi là nó chưa có phát triển để nó hỗ trợ cho cái hình thức
kinh doanh này, thậm chí là các bạn thấy nói về cái logistics ở Việt Nam, mình không có công ty logistics nào lớn hết đó. Toàn là tự tung tự tác và tự phát thôi, tức là thằng nào mà sản xuất ra thì thằng đó tự tự vận chuyển hàng, tự logistics hoặc là thuê ngoài tùy, chứ không có công ty logistics nào lo về cái vấn đề này hết. Cho nên là các bạn thấy là vừa rồi là dịch nó diễn ra xong rồi là phong tỏa các tỉnh, và bởi vì cái logistics của chúng ta nó không tốt cho nên là đứt gãy hàng hóa ở rất nhiều các cái công đoạn, rất nhiều các cái tỉnh thành. Rồi thông tin của các bạn bị rò rỉ ra ngoài nè, đúng không? Rồi vận chuyển hàng không đảm bảo, không đáng hàng, kỹ lưỡng cẩn thận, vấn đề về về vận chuyển này giao hàng đang lúc đang học online nữa, không dễ sợ chưa, cái này là nguy hiểm lắm này, đúng không? Ngồi thì ngồi học rất là khí thế, ngồi ngồi trước màn hình, nhưng mà biết đó là mở cái app ra thấy là giao hàng chậm nhất vào ngày này ngày kia rồi xong, đúng không ạ? Giao hàng chậm nhất vào ngày này ngày kia, trời trời, chiều nay nó giao hàng xong rồi ngồi là ngóng, đúng không các bạn? Học online nhưng mà ngóng cái thằng giao hàng nó rất đau khổ. Rồi còn gì nữa không ạ? Các bạn biết là lộ thông tin khi mua hàng online, tức là lộ như thế nào, như ơi bị bán thông tin khi mua hàng online, tức là các bạn bạn cụ thể là bạn bị trường hợp như thế nào? Thực ra các bạn biết sao không? Cái tình trạng này mời Nguyễn Ngọc Uyên Thảo nè, mời Uyên Thảo, Thảo Uyên hay Uyên Thảo, nhắm lộn. Ok, các bạn biết là khi mà các bạn mua mua hàng ở trên Facebook hoặc là các bạn tương tác hỏi một cái vấn đề gì đó trên website bán hàng của một các cái công ty chẳng hạn, thì ví dụ như là đơn giản nè, các bạn vô Facebook và các bạn thấy cô đang bán một cái món gì đó, và các bạn nhắn là cô ơi giao cho em 10 kg nhé, xong các bạn ghi địa chỉ và số điện thoại của mình, cái đó là tự các bạn làm lộ thông tin đó nha, đúng không? Ví dụ như các bạn tương tác ở trên Facebook như vậy là các bạn tự làm lộ thông tin, và cái thằng hàng xóm nhà cô nó theo dõi Facebook của cô và nó thấy bạn vô như vậy và nó có thông tin và số điện thoại của các bạn, và nó gọi điện thoại nó kêu à, mình ở chỗ cô trong này mình giao hàng nha các bạn, cho bạn nha, xong chở 10 kg gì nó tới và thu tiền, cô không biết gì hết trơn. Cái đó là vừa gì các bạn bị lộ thông tin xong rồi các bạn tự làm lộ và cô cũng không có được cái đơn hàng đó, nhưng mà một cái thằng nào nó canh me từ bên ngoài, thì các bạn thấy là ở một số những cái chức năng bán hàng ở trên bay nó có cái chức năng khóa comment đó, đó là chỉ có cái admin của cái bay đó có thể thấy được cái thông tin đó thôi, để tránh cái trường hợp mà cái thông tin đó bị người bên ngoài lấy mất. Rồi một cái nữa là ví dụ như là các bạn vào trang web của Điện Máy Xanh đó, các bạn hỏi một cái thông tin gì đó thì nó bắt các bạn phải ghi cái địa chỉ email, thì những người khác cũng vào thấy được cái thông tin đó của các bạn. Đó là những cái cách rò rỉ cái thông tin. Còn vấn đề mà bị bán thông tin hay như thế nào đó thì thật ra các bạn biết là có chứ không phải là không có. Và cái này á thì ở trên diễn đàn thảo luận cũng thấy một cái topic của một bạn nào đó đăng lên là có cái vấn đề liên quan tới việc là bị rò rỉ thông tin hoặc là bị bán thông tin bên ngoài, đúng không? Ví dụ như là tại sao lại có những cái công ty mà mình chưa có tương tác, mình chưa có mua hàng ở đó lần nào mà nó biết số điện thoại của mình, mà biết số điện thoại thì nói chung là cũng bình thường đi, nó cũng biết được tên của mình, nó cũng biết được cả mình ở đâu, nó cũng biết được mình làm nghề gì luôn, và nó gọi điện tới nó chào hàng, vậy thì chắc chắn cái thông tin đầy đủ này nó phải mua được ở đâu đó hoặc nó phải lấy được ở đâu đó. Và các bạn biết là ví dụ như các bạn cung cấp thông tin của mình về thông tin cá nhân của mình cho một bên nào đó, mạng viễn thông, đúng không? Trong hợp đồng của các bạn phải có đầy đủ địa chỉ, số điện thoại, vân vân các kiểu của các bạn ở trong đó rồi. Và người ta có một cái câu là người ta sẽ
đảm bảo hoặc là người ta sẽ cam kết là không tiết lộ những cái thông tin cá nhân này ra bên ngoài. Nhưng mà thật ra các bạn biết không, cơ sở dữ liệu khách hàng là một thứ có thể mua bán được. Đúng không? Và mua bán được ở đây khách hàng không can thiệp được, anh chứng minh được cho tôi là tôi làm cái giao dịch mua bán cái thông tin này không thì mình mới kiện được nó. Và người tiêu dùng cũng không ai làm cái điều đó cả. Nào, nhưng mà trong thực tế là vẫn có cái việc là mua bán dữ liệu khách hàng vậy. Nào, mua bán dữ liệu khách hàng thì đó là một trong những cách để chúng ta có được thông tin của khách hàng đó các bạn. Khi mà chúng ta học tới cái chương 2 á, khi mà tìm thông tin khách hàng á, thì cũng có một cách là chúng ta phải đi mua thông tin của khách hàng cho nó nhanh. Bởi vì bây giờ mình đi tìm thông tin khách hàng nó lâu cực kỳ luôn. Bây giờ ví dụ như các bạn muốn lấy được cái số liệu là cái địa chỉ hoặc là số điện thoại của những cái khách hàng là nữ, làm cái ngành nghề là ngân hàng, ở trong cái độ tuổi từ 20 tuổi cho tới 40 tuổi ở Đà Lạt, để mà các bạn tiếp cận, các bạn bán cái sản phẩm gì đó, bây giờ làm sao các bạn đi tìm cho được? Và nếu như các bạn tìm được cái thông tin đó, các bạn mất tên mấy cái bên kia các bạn nó cũng bán luôn nha. Mặc dù là nó không minh bạch đúng không ạ, mặc dù nó vi phạm vào cái cam kết, xong nó gọi tới nó dạ chào chị Trâm, có phải là chị làm bên đại học Đà Lạt không, chứ đúng rồi em bên công ty này bên công ty kia, trời chị nghe cái công ty lạ quá và chị chưa bao giờ biết được luôn á, mà nó vẫn có cái vấn đề về về thông tin mua hàng á. Đó thì thật ra là chúng ta là cái người mà để sơ hở rất nhiều các cái thông tin. Ví dụ như các bạn tham gia vào Facebook, nó từ từ nó đơn giản, cái địa chỉ email, xong rồi các bạn up hình lên, xong rồi các bạn cập nhật cái gì đó đúng không, xong một hồi nó hỏi các bạn là các bạn ơi các bạn có muốn bảo mật qua số điện thoại không, bởi vì bảo mật qua số điện thoại thì nó sẽ rất là tiện lợi và nó như thế này như thế kia vân vân, và các bạn thấy ok trời bảo mật kia thì quá tốt rồi, cung cấp số điện thoại để bảo mật, đó là cách nó moi dần dần thông tin từ các bạn và các bạn tự nguyện cung cấp thông tin cho nó đó đúng không. Những cái thông tin, những cái hình ảnh, những cái việc là cập nhật nghề nghiệp của các bạn lên trên nó, đó là một cái nền tảng đúng không, nó là một cái nền tảng và một cái thông tin để mà bên Facebook thậm chí là bên thứ ba người ta lần mò vào, người ta lấy cái thông tin của các bạn đó. Rồi đôi khi mà các bạn sử dụng những cái app nó có hay hỏi là các bạn tải một cái app gì đó về, khi mà các bạn truy cập vào nó hay hỏi các bạn là các bạn có chấp nhận để cho nó truy vết người dùng không, tức là truy vết những cái hành vi của các bạn khi mà các bạn sử dụng app hoặc là sử dụng các cái mạng xã hội liên quan hay không. Thì giả sử như là các bạn thấy nó ghi cái gì đó thì thông thường khi mình truy cập vào thì mình hay vét lắm đúng không, ví dụ như là có cho sử dụng camera không, rồi vét có cho sử dụng micro không, vét có truy cập vào album không, vét xong rồi cuối cùng hỏi cái đó là mình vét luôn mà không có để ý. Thì thật ra khi đó là các bạn đang làm gì ạ? Các bạn tự nguyện chấp nhận cho nó theo dõi thông tin của mình rồi đó. Còn cái việc mà gọi là khi mà các bạn học tới cái việc là thu thập cơ sở dữ liệu khách hàng á, nhóm nào chuẩn bị cái đó đó thì các bạn sẽ thấy nhiều cách để thu thập lắm. Chúng ta khỏi gọi là lần theo dấu của khách hàng á, lần vết của khách hàng á. Ví dụ như các bạn truy cập một cái trang web nào đó, bạn kích vào cái gì đó thì nó lưu hết lại, lưu hết lại những cái bước đi của các bạn. Và các bạn có thể xuất ra được, theo dõi được cái bước đi và cái hành tung của cái người dùng nó, xem họ quan tâm tới cái thứ nào, họ xem cái nào nhiều, họ xem cái gì đó. Ví dụ như là thậm chí là người ta nói là gì ở Facebook á, nó còn theo dõi mình cả qua cái camera nữa, cái micro nữa. Các bạn có khi nào mà ví dụ như hai hai người bạn đang ngồi nói chuyện với nhau ha, nói chuyện với nhau về ví dụ như là nuôi mèo không, nuôi mèo không, rồi có con mèo con này con kia, sau một hồi các bạn mở Facebook ra các bạn thấy là nó quảng cáo, nó chạy những cái ad quảng cáo về thức ăn cho mèo đầy luôn, khi nào các bạn gặp vậy không. Rồi ví dụ như là các bạn mở Google ra và các bạn search là laptop, sau đó các bạn mở Facebook ra hoặc là các bạn mở những cái app khác ra, nó hiện lên cái trang quảng cáo các bạn và nó chạy những cái quảng cáo về laptop rất là nhiều. Thì người ta sử dụng những cái thuật toán để mà theo dõi, để mà tích hợp theo vết người dùng, để mà cung cấp cho người dùng những cái gì các bạn, những cái thứ mà họ đang quan tâm đó. Rồi quay lại với cái vấn đề về về thương mại điện tử
Thì các bạn thấy là những cái vấn đề mà chúng ta gặp phải ở đây nè, vận chuyển hàng hóa không đảm bảo nè, hàng bị vỡ móp lỗi nè. Thực ra là các bạn biết là cái trách nhiệm này á, về vận chuyển hàng hóa đó, là chúng ta thấy là chủ yếu là chúng ta đang sử dụng ở thị trường Việt Nam của chúng ta là qua bên thứ ba, ví dụ như giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm, rồi bên bưu điện hay gì đó rất là nhiều đúng không ạ? Thì những cái bên này á, các bạn lâu lâu các bạn lên mạng, lên Facebook á, các bạn thấy những cái hình ảnh, những cái kho hàng của nó, thì các bạn đủ hiểu là tại sao là đồ của mình bị hư rồi đúng không? À, cho nên là cái logistics và cái chất lượng trong cái quá trình, cái trách nhiệm tham gia và cái quá trình logistics của các bên nó cũng chưa có một cái ràng buộc nào cả. À, rồi à, đúng rồi nè, Thủy nói đúng nè, để thông tin phần bình luận nhiều người thấy thông tin nè. Rồi những cái vấn đề về gọi là cái uy tín, cái trách nhiệm của cái người bán cũng là một cái vấn đề mà chúng ta phải quan tâm. Đúng không? Ví dụ như là hình thì đẹp lung linh nhưng mà mua về thì không phải vậy, mua một màu gửi về một màu khác, rồi là chất lượng thì cũng không như quảng cáo vân vân, đó là vấn đề về chất lượng hàng hóa. Và các bạn biết là cái thương mại điện tử ở Việt Nam của chúng ta nó phát triển bá đạo vậy đó, và các bác quản lý cũng không biết đường nào mà quản lý luôn, quản lý chất lượng hàng hóa đó các bạn. Lâu lâu quá các bạn thấy là gì, khui ra được một kho hàng lậu của một cái trang web bán hàng online nào đó, mà mỗi lần nó bán hàng cực kỳ nhiều luôn, nó bán hàng rất là rẻ đúng không ạ? Rồi là người ta vô mua tấp nập và phát hiện ra nguyên một kho hàng gọi là hàng hàng có thể là hàng nhập lậu, hàng không có giấy tờ, không có nhập qua chính ngạch. Thì không có nhập qua chính ngạch như vậy thì mấy bên thuế người ta không có thu được thuế đúng không? Rồi ví dụ như bán hàng ở trên Facebook, bán hàng ở những cái nền tảng mà không qua một cái sàn giao dịch chính thức nào thì cũng không thu được thuế. Bây giờ các bạn đăng lên, các bạn bán ở trên Facebook của các bạn bán ngày 1 triệu, 10 ngày 10 triệu, tháng các bạn thu nhập 30 triệu thông qua tiền bán hàng. Nếu như các bạn là một cái doanh nghiệp, các bạn phải xuất hóa đơn vân vân thì người ta phải thu thuế, còn đằng này các bạn đâu có gì đâu. Thậm chí là có những người, người ta bán hàng một tháng như vậy, tổng doanh thu bán ra vài tỷ đồng, thậm chí 30 tỷ đồng mà cũng không thu thuế được. Mà vấn đề về thuế này, vấn đề về quản quản lý cái chất lượng hàng hóa này cũng không quản lý được luôn. Đó là các cái bất cập khi mà chúng ta sử dụng về cái thương mại điện tử ở thị trường Việt Nam của chúng ta hiện nay. Thì các bạn thấy là mặc dù á, làm bên lực lượng chức năng người ta cũng kiểm tra xử lý vân vân, nhưng mà vẫn không kiểm soát được hết những cái vấn đề đó, và còn rất là nhiều những cái lỗ hổng trong việc phát hiện và xử lý những vấn đề này. Rồi các bạn thấy là họ tạo những website hoặc là họ bán hàng qua cộng tác viên hoặc là những cái trung gian, rồi là khi mà kinh doanh như vậy á, thì họ mở ra họ bán xong họ đóng lại trong một cái thời gian rất là ngắn, cho nên là mình cũng không biết được đó là chủ kho là ai hoặc là cái người bán của mình là ai. Thậm chí là có nhiều trường hợp là bán hàng trả tiền trước á, chuyển khoản cho họ xong đợi mãi không thấy hàng đâu cả, rồi là người bán cũng mất tích luôn, cũng block mình luôn, chặn mình luôn. Đó, rất là nhiều cái tình trạng như vậy diễn ra. Thì một cái điều nữa là ở Việt Nam của chúng ta là rất nhiều mô hình điện tử mới liên tục xuất hiện và dưới nhiều hình thức khác nhau, và nó không có phải là ở dưới hai cái mô hình là website thương mại điện tử và website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Website thương mại điện tử có nghĩa là ví dụ như các bạn truy cập vào website điện máy xanh.com thì đó là website thương mại điện tử, còn website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thì ví dụ như là những cái nền tảng, ví dụ như Amazon.com hoặc là Lazada hoặc là Shopee vân vân, Tiki, thì đó là những cái website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, và nó phát triển thành những cái app để cho người tiêu dùng dễ sử dụng hơn các cái thiết bị di động. Và những cái giao dịch đó, thì nó cũng khó quản lý hơn, bởi vì là bây giờ các bạn vẫn có thể đặt hàng từ nước ngoài về đúng không ạ? Trên Shopee các bạn vẫn có thể đặt hàng từ nước ngoài, từ Trung Quốc về rất là nhanh, và như vậy thì bên quản lý người ta cũng không có quản lý được chất lượng hàng hóa, cũng như là chất lượng những cái sản phẩm đó. Rồi một cái vấn đề nữa đó là vi phạm và cái bản quyền, tức là cái bản quyền về công nghệ hoặc là về thương hiệu. Ví dụ như các bạn thấy là các bạn lên Shopee á, hàng giả hàng nhái rất là nhiều, một cái thương hiệu đình đám nào đó đúng không ạ,
giá có dụ như là trăm mấy chục ngàn, 200 ngàn, như vậy thì chắc chắn là hàng giả hàng nhái rồi. Và chúng ta cũng cũng không có ràng những cái ràng buộc và những cái quy định đối với những cái người tham gia kinh doanh trên những cái sàn đó, và chúng ta cũng không thể xử lý, đưa pháp luật ra để xử lý được. Thì rất là nhiều những cái bất cập ở trong thương mại điện tử, và đó là những cái vấn đề mà chúng ta không có quản lý được từ phía nhà nước. Vậy thì những cái thách thức trong thương mại điện tử đối với các cái nhà quản trị là gì? Theo các bạn thì những cái thách thức ở trong thương mại điện tử đối với nhà quản trị là gì ha? Rồi, câu hỏi thứ nhất đó là những cái, cô sẽ ghi lên đây để cho chúng ta vừa nghĩ giải lao vừa vừa suy nghĩ ha. Thách thức đối với người làm kinh doanh. Là gì? Trong khi các bạn suy nghĩ cái này thì các bạn sẽ nghĩ giải lao ha, và trong khi nghĩ giải lao á thì tí nữa các bạn sẽ vào các bạn điểm danh.